Xin kính chào tất cả quý vị khán giả, các bạn đã trở lại với kênh của Cali Sài Gòn và xin chúc cho tất cả quý vị được nhiều sức khỏe và gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Nếu như thấy thông tin này hữu ích thì nhớ bấm like, chia sẻ và cho mình một lượt đăng ký kênh. Thành thật cảm ơn tất cả quý vị đã cùng với mình ủng hộ cho Hồng Ni và Hồng Loan, cô công chúa của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Vâng, kính thưa quý vị, Hồng Loan hát không được tuyệt vời. Chấp nhận đi. Hồng Loan không hát được cách luyến lái bằng những cái nghệ thuật mà những người đã từng học trong quốc gia âm nhạc đồng ý. Nhưng mà cô ấy có một cái chất giọng riêng. Cô ấy có cái chất giọng khàn khàn, nó lôi cuốn người ta. Cô ấy hát là biết Hồng Loan liền. Không giống như bất cứ ai. Các bạn nghe như là Dương Hồng Loan, Lưu Ánh Loan, rồi Hồng Phượng hay là bất cứ người nào đi các bạn. Các bạn nghe nó nhiều khi chúng ta ngỡ ngỡ một người một à. Cái đặc biệt của Hồng Loan riêng cho mình, đó là cái hay. Có một hai lần cô ấy hát nhép cùng với lại Ngân Tuấn, chúng ta có thể thông cảm được. Vì cô ấy không phải là một ca sĩ hay một nghệ sĩ thực thuộc. Không phải có người nói tự xưng mình là ca sĩ, tự xưng mình là có nhà nồi, và cộng thêm đó là anh hai bàn thờ. Sau khi mà cái cô cháu họ này đi hát một cái chỗ nào đó thì anh hai bàn thờ này lên, sau khi phản bội lời thề, làm một đứa con phản phúc, phải không? Của 30 năm. Rồi khen cái cô cháu họ này đúng là con nhà nghề, vẫn giữ phong độ. Đó. Tự xưng mình là như vậy. Tại sao tôi nói như vậy? Thì chúng ta sẽ xem cái đoạn này, chúng ta sẽ biết liền nha. Này nghe các bạn. Có nghĩa là đang chơi với không biết là chúng ta phải vô từ đâu hay là hát như thế nào và phân chia như thế nào. Đó là ca sĩ thực thuộc đó nghe. Đó. Không biết vô cái chỗ nào luôn. Intro người ta đánh rồi, người ta nhấp nhẹ vậy để cho biết mình vô, cũng không vô được luôn. Vậy gọi là ca sĩ đó hả? Vô lạc giọng, trật nhịp luôn. Một ca sĩ mà nói mình có tên, có tuổi, có thể bán vé đó nha. Mà ca tôi thấy thì kia, ca lót cho Hồng Loan còn không xong nữa. Không các bạn ha. Tại vì cái chỗ này là cái chỗ bán vé nè. Là một cái hội trường nè. Có nhiều ca sĩ nè, có MC nè. Ca đến nỗi mà MC phải là giật cái microphone luôn. Tại vì ca không vô cái gì chân nghe rất là khó nghe. Đó, các bạn nghe không? Đó, quay lại ban nhạc. Tôi nhớ không lầm đây, đây là một người hài Hoài Tâm. Hoài Tâm còn ca được luôn nữa, vô được luôn nữa, ca đúng tông luôn nữa. Mà là người ta là diễn một diễn viên hài thôi. Còn mình là ca sĩ mà hát giống như là, phải nói một câu, phải nói thiệt chứ, hát như hạt. Rồi đứng chơi vơi luôn, đứng là lên ngơ ngơ luôn. À, áo đỏ đó. Đứng tẩn tẩn ngơ ngơ luôn, chứ không biết làm gì. Tại vì ai mà đưa cho microphone hát nữa, hát không vô tâm, hát trật nhịp. Nghe nữa các bạn ha. Cho đứng ở ngoài sân khấu chơi luôn.
Tôi nói thiệt với các bạn chứ nếu mà là tôi chắc tôi xấu hổ lắm. Phải kiếm cái chỗ nào chui rút tôi trong đó chứ không dám trường mặt ra nữa. Còn cái cô cháu gái này đi đâu thì không bao giờ đem tên chú Bảy mình ra nói, không đem tên mai mẹ mình ra nói, mà cứ đem tên cậu Năm ra nói không à. Không biết cái mắc cái chúng ngôn gì, đi đâu cũng nói là cháu của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Tên của mẹ mình đó, mình nói đi, có chú Bảy nữa. Hay là những cái tên kia không? Xấu hổ lắm, cho nên không dám đem ra để cho thiên hạ biết. Đó, cứ nói Hồng Loan riết đi. Cứ nói Hồng Loan hát nhép, Hồng Loan này hát dở này kia nọ. Tâm linh là có thiệt đó nha các bạn. Đây là cái drama tâm linh. Đó, khẩu nghiệp đi. Nói đi, nói con người ta đi nhiều đi, nói con của cậu mình nhiều vô. Bây giờ hai bàn thờ bị rồi. Hai bàn thờ ca quên lời vô trật nghiệp nữa ha. Rồi bây giờ đến cái cô này. Tôi thấy đúng là cái drama tâm linh. Ai mà cố tình hãm hại con gái của cố nghệ sĩ thì ổng sẽ từ từ. Ổng cho biết thế nào là lễ độ. Cái cuộc đời này nó là như vậy đó. Trong khi người ta chỉ là một người, không phải là ca sĩ, không phải là nghệ sĩ thực thụ, người ta chỉ đi giao lưu với khán giả thôi, mà khán giả cũng không chấp nhất gì cái chuyện đó nữa. 200-300 ngàn thôi, có ly nước, ngồi nghe chụp hình với lại Hồng Loan. Người ta đến, người ta muốn nhìn Hồng Loan, người ta muốn ôm cô bé nhỏ này ở trong lòng, người ta muốn hôn lên mái tóc của cô bé nhỏ này, nhất là những người lớn tuổi. Người ta mường tượng lại cố nghệ sĩ đang đứng đó, chứ không phải là người ta đến hoàn toàn 100% là nghe cô này hát. Cái người ta muốn đến là người ta xem Hồng Loan bằng xương, bằng da, bằng thịt. Cô ấy có hát hồ quảng, cải lương, giọng cổ, ca nhạc, tân nhạc được hay không, cái đó chuyện nó không thành vấn đề với người ta. Người ta thương Hồng Loan vì người ta ngưỡng mộ cố nghệ sĩ. Hồng Loan đã nhường ba mình cho khán giả mấy chục năm qua, thì bây giờ ba của người ta nhường khán giả lại cho người ta, chứ không phải là nhường lại cho một cô cháu họ đi đâu cũng đem tên tuổi cậu mình ra nói, đi đâu cũng sách láo, đi đâu cũng méo mó chị họ của mình. Một cô ca sĩ không có lương tâm, gian tham, nói cái vấn đề mà tiền phúng điếu, tôi chỉ cần đi ngang qua cái bàn của ấy đó, sao kê tiền phúng điếu chưa? Tôi không biết cô ấy có nhục không? Thôi các bạn ha, tôi gặp cô ấy ở bất cứ chỗ nào, trong phòng trà, phòng nhạc nào, tôi sẽ nói, sao kê tiền phúng điếu chưa? Đơn giản vậy thôi. Chỉ cần 6 chữ ấy, để cô ta biết những gì cô ta đã làm trong quá khứ, người ta chưa quên đâu. Rồi còn số tiền mở 11 cái tài khoản để người ta gửi về xây viên gạch nắm mồ cho cố nghệ sĩ nữa. Nói Hồng Loan cho giữ đi, rồi bây giờ bị nghiệp quật rồi đó. Tôi thấy cái này tôi thấy nhục lắm các bạn. Đứng cả lơ ngơ. Để cho một cái người hài, diễn viên hài, người ta ca phụ giùm. Còn đây nữa. Cái gì? Tự nhiên em thấy một cái ngôi đợt. Mơ. Nó nằm chim bao này mơ. Mà mơ lạ lắm. Hình như mơ không có thấy chú Bảy, không có mơ thấy ai, chứ không thấy ông nội mình, ông nội của ve này cũng mới mất lắm, không thấy ai, chứ nó thấy cậu Năm không. Hồi đó giờ mơ to là thấy cậu Năm không à, lạ chưa. Hình như là
muốn làm con ruột của cậu Năm sao ấy, giữa chữ cậu và chữ ba nó cũng gần gần đó các bạn ha. Cho nên nó mơ lắm, nhưng mà nói thiệt với lại cô Hồng Phượng này đi, cả ngàn đời sau cũng không có đâu, đừng có mơ. Nó giống như một cái ngôi đền. Hello chị Vivi. Giống như một cái ngôi đền đó. Thì em nói là cái ngôi đền đó là ngôi đền thờ tổ. Tại vì em thấy tam vị thánh tổ. Xong rồi á, em mới nói là để em lại em khấn. Thì em lại em khấn xin tổ nghiệp rồi này nọ nọ kia, xin sức khỏe bình an, xin nghề nghiệp đó. Cái xong mà em quay qua thì em thấy là người ta có thờ hình của cậu Năm nữa. Là em nằm mơ thấy vậy, em nói wow, sao ở đây người ta có thờ hình của cậu nữa. Đó, mà một cái ngôi đền nó cũng rất là, giống như nằm trong một cái ngôi hẻm, một cái căn nhà nhỏ đó, mà mình nằm mơ mình thấy vậy đó, thì giật mình thức dậy. Cái đó là hẻm cục rồi đó, cô cháu gái à. Trời, hôm qua em nằm mơ em thấy một giấc mơ rất là kỳ lạ. Cái đó là vô cái hẻm cục luôn nè, là một con hẻm nhỏ, là có thể như là cái cuộc đời sự nghiệp của mình tới đó mà thôi. Đừng có đem tên cậu mình ra mà nổi nữa, đừng xào xạo tào lao. Trong cái livestream đó thì cô cháu họ bị người ta chửi sùm cho bạn ơi. Hỏi với các bạn ai mà không họ không chửi, người nào mà có một chút xíu mà cái tính con người thôi là người ta quất cô này liền. Vì cái lòng tham của cô này không đáy, chẳng những muốn giành nhà người ta, muốn đồng sở hữu những tài sản của ba người ta để lại cho người ta, còn muốn giành cha của người ta nữa, còn muốn giành mấy cái bản quyền hình ảnh của cố nghệ sĩ nữa. Các bạn nghĩ coi, các bạn có tha thứ được hay không? Xã hội này có chấp nhận hay không? Không, không ai chấp nhận được cái chuyện đấy chứ. Tiên Mỹ Nguyễn có lời nói như thế này: mày tham quá tranh giành tài sản với con của cậu, cậu dẫn mày xuống âm phủ luôn bây giờ đó. Lưu Bích Thấm: nghiệp quật con ve rồi đó bạn ơi, đó ca sai lời trật nghiệp. Phượng Tuệ Nhi: thôi đi má ơi, câu nào cũng là cậu Năm, sao không nói ông Bảy, ông Bảy cũng là cậu của mày đó, không biết nhục à. Bạn Thanh Võ thì nói nhẹ nhàng hơn: đúng rồi, em hát hoài à, em khấn hoài à, khấn mãi mà cũng hát quên lời rớt nhịp. Nguyễn Hiền: tối ngày mày cứ tưởng tượng thời tới rồi cản không kịp nữa, là cái thời hôm qua đó các bạn, là vừa hát mà quên lời không đúng tông trật nhịp rồi luôn á. Các bạn thì hỏi nhỏ thôi, tên là Mến Nguyễn Thị: mơ có thấy T30 không? Nhung Ngô: có thấy ông nội cho 20 tỷ không? Bạn Phan Venavon: thôi đi mẹ, lần nào qua bên Pháp bạn cũng nói nằm mơ, mơ cái gì ở đó. À, như thế này các bạn ha, Ve cũng đi Pháp cũng được vài lần rồi ha. À, có cái dấu hiệu như thế này: có thể Ve làm giấy tờ giả, hôn thê hôn thú gì đó với lại ông Sạc Thành để qua được bên Pháp ở bên kia để thay đổi cuộc đời. Cũng có thể là tại vì ông Sạc Thành bây giờ cũng độc thân mà, thì làm giấy hôn thú thì đi thôi, miễn sao cái cô cháu họ này ở bên đây thì làm giấy ly dị chồng thì kết hôn với ông Sạc Thành đi qua bên Pháp. Nhưng mà làm như vậy thì nó hơi loạn luôn rồi nha, tại vì không phải một mình tôi suy nghĩ này mà đại đa số mọi người khán giả khi mà xem ông Sạc Thành với lại cái cô Hồng Ve này ngồi kế bên nhau, cái mỏ hổn rồi trả treo với khán giả hoặc là bóc phốt khán giả khi mà livestream á, hai gương mặt giống nhau lắm và cách cử chỉ ăn nói cũng giống nhau y hệt luôn. Mà nếu mà cha con mà làm với ông thú thì nó hơi loạn lưng chút xíu các bạn ha, không phải loạn lưng chút xíu mà quá trời luôn, ngay cái ở lòng chút xíu gì, mặc dầu là trên danh nghĩa nhưng mà nó cũng vẫn là một cái mà xã hội này không thể nào chấp nhận được.
Nhiều người cho rằng ông Sạc Bin là cha của cái cô Hồng Ve này đó chứ. Lệ Quang. Thấy vậy là con đường ca hát đã kết thúc rồi đó nha, nên tu tâm dưỡng tính để đức sau cho con cái không có nối nghiệp như mình nữa. Bạn Thanh Thảo Nguyện. Nó thấy ngồi định tổ là đúng rồi, bởi vậy tổ mới quật nó, nên tổ không cho mày ngóc đầu lên nữa đâu, mà phải nhục nhã với lại nước Pháp. Bởi vì hát ở Việt Nam kỳ này chắc là ăn hột vịt thúi luôn. Ở Việt Nam nó đi tới đâu là sân khấu không có ai coi. Mới đây người ta dọn đi vì cho tụi nó mướn. Bởi vậy khi mà nó thấy đền tổ là kể như cuộc đời của nó tối đen như mực luôn. Không biết nói sao với lại hai mẹ con của cô Sáu nữa các bạn. Đã nói con người mà đã không biết trân trọng những gì mà nếu mà nói với cô Sáu không biết trân trọng, không biết quý cái ân tình mà người anh của mình đã giúp đỡ cho mình chừng mấy chục năm đó. Thay vì mình á dạy dỗ cháu của mình cho nên người, đằng này cháu mình ra đời sớm á thì mình đi nói xấu cháu mình với người ta, nói Hồng Loan như thế này, Hồng Loan nhiều chồng, của bà mấy đời chồng, đến nỗi mà bây giờ con của mình mà cũng không biết là con của ai nữa, nói là con của cái nghệ sĩ đó đó đó, nhưng mà chưa chắc, vì cuộc đời của mình đã trải qua quá nhiều cuộc tình, phải không các bạn ha? Rồi cái cô cháu gái này nữa, lúc mà học lớp 12 sinh ra một đứa con chỉ có mấy ngày sau là đã khuất rồi. Không phải là mình muốn nói về cái quá khứ của người ta, mà tại vì hai mẹ con này rất là nhẫn tâm tàn ác với lại Hồng Loan, đi nói xấu Hồng Loan hết chỗ này chỗ kia và nói về quá khứ Hồng Loan, cho nên bị người ta nói lại thôi. Cái chuyện đơn giản là như vậy. Thích đi soi mói chuyện người khác mà không bao giờ biết một đống rác ở trên đầu của mình. Các bạn thấy không, cái cô cháu gái này mơ về cậu nhiều lắm. Lúc nào cũng nói là muốn làm tròn cái di nguyện của cậu. Của tại sao thí dụ mà cậu để lại một số nợ chẳng hạn như là 1 tỷ đi ha, đừng có nói 1 tỷ, mấy người nào cũng bao giờ trả đâu, 100 triệu thôi, không biết có làm tròn cái di nguyện của cậu không ta. Mà lựa cái lúc mà cậu đang họp gia đình vui chơi á, cậu ơi cậu cho ra cái nhà này cho ai vậy cậu? Nội cái câu hỏi đó không là ông quan tòa ông đã phì cười rồi. Lúc nào cũng nói di nguyện của cậu để lại căn nhà lại cho mình, nói mà không biết nhục. Đến nỗi mà tất cả báo chí đều đăng rằng đồi nhà cho ở nhờ, đó là người ta chơi chữ đó, đó là người ta muốn nói cho mẹ con của cô Sáu dừng lại đi. Đồi nhà cho ở nhờ, thấy nhục không? Quá nhục luôn đó. Cái hai thửa đất ở phường Linh Đông, ở Thủ Đức, Hồng Loan cũng có xuống dưới chơi, cũng biết được cái chỗ đó này kia nọ. Các bạn có biết rằng có lúc cô Sáu kiện Hồng Loan tranh chấp tài sản không phải là chỉ cái căn nhà số 5 Đoàn Thị Điểm đâu nghe, mà cô Sáu có lấy hết toàn bộ luôn đó. Ghê chưa? Để coi cái xem Hồng Loan phản ứng như thế nào, hay là thao túng tâm lý của Hồng Loan để Hồng Loan nó thôi bây giờ tôi chi cho bà một số tiền, hay là nhường bà một phần nào không. Đã đến lúc này rồi, nó giống như là một ly nước tràn ly rồi, không có còn mà nhịn nhục gì chân nữa. Thật ra cô Sáu là người nguyên đơn, Hồng Loan từ đó đến giờ là người bị đơn không à. Vụ tranh chấp tài sản nè, vụ mất mát tài sản nè, các bạn còn biết cái gì không? Vụ mà 200 đô 8 triệu gì đó, ở Việt Nam 4-5 triệu là ở tù rồi. Hồi đó giờ là cô Sáu kiện Hồng Loan không, chứ Hồng Loan chưa bao giờ phản tố và kiện lại cô Sáu nha. Hồng Loan chỉ phản tố vấn đề mà đem đồ đạc đi ra khỏi căn nhà của Hồng Loan thôi. Tại vì các bạn biết tủ lạnh mà để đồ ăn thức uống trong đó mà không kiêm điện đi,
mà có ghim điện đi 5-7 tháng thì nó như thế nào. Có những cái con lòi nhồi nó bò ra ngoài, nó hôi hám, ảnh hưởng sức khỏe của người ta nữa, nhất là nhà mà có con cái nhỏ nữa đó các bạn. Cô Sáu này lì để đó, mà đó giờ cô Sáu rất là mặt lì. Lì là cái bản tánh của cô Sáu và con cô Sáu mà. Gần đây thì tung ra những cái tin tức DNA ca sĩ Nguyên Vũ gọi cho cô Sáu xin lỗi cô Sáu tào lao. Mơ đi cưng, mơ 1000 lần như vậy đi rồi có không. Bây giờ hai bàn thờ mà cô cháu họ này mà còn nói về giọng hát của Hồng Loan ha, nói về những cái này cái nọ sẽ bị nghiệp quật cho coi. Tôi nghĩ rằng từ đây họ sẽ cẩn thận hơn những lời nói của họ rồi. Họ không có dám nói Hồng Loan hát nhép gì đâu. Đầu tiên nhất là hai bàn thờ bị quật. À, rồi bây giờ tới cái cô cháu họ này. Một người á cứ đi đâu cũng nói xấu Hồng Loan, hai mẹ con lúc nào cũng nói xấu Hồng Loan, nói chuyện này, chuyện gia đình, rồi chuyện chồng con, rồi chuyện tài sản của cha người ta, lúc nào cũng nói con người ta là con nuôi. Thắng bằng con hợp pháp á, được không? Đã cái nơi khán giả chưa? À, trên giấy tờ tòa phán con hợp pháp là thắng. Đã cái nư chưa? Đã cái nư tôi lắm. Vậy là đủ rồi. Còn đi nơi bà muốn ha coi hả? Chờ đi, chờ kiếp sau đi. Bởi vì đi đâu luôn. Mấy lúc này hay đem cái vụ mà DNA ra nói, xin lỗi các bạn, ở Việt Nam thì nói là ADN, ở đây thì quen miệng nói DNA. À, bây giờ cái khuấy động lên đến cái vấn đề của Nguyên Vũ, tại vì Nguyên Vũ cùng với Ni đi xét nghiệm DNA của Hồng Loan. Buộc Nguyên Vũ phải trình bày ra cái đó ra để cho phía đối lập xem có đúng hay là không, để người ta tìm cái đường người ta đánh vào cái trận cuối cùng này nữa. Không cần khoe, không cần đem lên cho bà tức chơi vậy, không ai coi. Con hợp pháp là đủ rồi. Đó các bạn ha. Bây giờ có đem 100 cái vi bằng, mấy cái video mà nói là cậu cho căn nhà này, cậu cho căn nhà kia ra, cứ đem ra đi. 100 cái, 1000 cái cũng không ảnh hưởng gì tới cái vụ kiện tụng này chứ nha. Mơ đi cô cháu ơi, mơ đi kiếp sau sẽ làm con của cậu. Và chắc không có đâu, nọ cái bản tánh tham lam, gian dối, xảo trá, mưu mô như thế này, cậu ở gần gần đó, cậu thấy hết chứ không phải là cậu thấy đâu. Mơ đi. Tại sao mà lên thăm mộ cậu, cái nhóm này chuyên môn đi ban đêm, ban ngày sợ bị người ta chửi, ban ngày sợ người ta nguyền rủa, lên trên đó sám hối xin lỗi với lại anh của mình, với cậu mình đó các bạn, về những cái lời nói không trung thực, về cái sự ma mạnh xảo trá của mẹ con của họ. Vâng, cảm ơn tất cả quý vị đã cùng với mình chia sẻ về câu chuyện của cái cô cháu gái này qua bên Pháp trình diễn và bị tổ quật như thế nào, về có còn dám nói gì nữa hay không, và đi đâu cũng mơ cậu. Rồi đem cái chuyện mà Hồng Loan là con nuôi ra nói Hồng Loan không có một cái chút xíu giọt máu gì với cậu, còn mình ít nhất cũng là cháu. Biết cháu rồi đó, nhưng mà nó hơi xấu hổ một cái là không biết ba mình là ai, họ cũng khác với ba mình, và lại tới nhà của đám giỗ của ông nội của mình, trên thực tế là như vậy đó, bị người ta không cho đeo tang, rồi cho đeo tang thì không biết là cháu nội hay là cháu ngoại, tại vì không có chấm đỏ hay hoặc là chấm xanh gì trơn á, cho nên người ta khi dễ cứ bằng khi dễ từ trong trứng nước, cho tới bây giờ người ta vẫn còn khi dễ nữa. Nếu không có cậu mình cu mang mẹ con của mình thì đến giờ không biết mẹ con của mình ở đâu đường xó chợ nào, thế mà lại hãm hại con gái của người ta thì cậu mình đâu có tha đâu, cậu mình không thể tha thứ được hai mẹ con này. Vâng, cảm ơn tất cả quý vị đã cùng với mình chia sẻ. Chúc cho Hồng Loan làm ăn phát tài ha, và Ni được dồi dào sức khỏe, Ni giữ gìn sức khỏe, và cũng đừng nên lên like hay lên nói gì này kia nọ nữa, cứ để pháp lý người ta lo như vậy là được rồi. Chứ Ni mà lên trên mạng nói này nói kia nữa thì
tạo cho họ có nhiều cái cơ hội để đánh phá Hồng Loan với Ninh nữa nhiều hơn, đúng các bạn ha. Vâng, và anh em YouTuber thì cũng nên có tiếng nói, chăm sóc thám tư lùng và phía bên tâm tai, chứ đừng có chăm sóc anh em trong cái team vì yêu thương mà đến nhiều quá, nó làm cho khán giả hơi hoang mang thêm nữa, không các bạn. Nói gì vậy? Chắc tất cả các bạn hiểu rồi. Chúc cho tất cả quý vị được nhiều sức khỏe nha. Xin hẹn gặp tất cả quý vị trong một video lần sau.